Hi, xin chào các bạn, mình là Nhân BB, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Ok các bạn luôn. Và hôm nay Nhân tiếp tục vào game Đu Thép Bua thành phố vui nhộn anh em ơi. Và có một nhiệm vụ mới cho Nhân. Hiện tại trong thành phố Đu Thép Bua, Nhân vẫn đang làm cảnh sát anh em ơi. Nhưng mà hôm nay Nhân sẽ phải đi phá một vụ án bí mật cực kỳ nguy hiểm luôn. Vụ án này liên quan đến sự an toàn của tất cả thành phố anh em ạ. Không thể tin được đúng không? Ôi các bạn hãy theo dõi nha. Và các bạn đừng quên ấn nút like và ấn nút đăng ký kênh nha, để theo dõi Nhân. Đấy, các bạn hãy ấn luôn vào chuông thông báo đi. Anh em ấn luôn vào chuông thông báo đi. Khi nào có video mới các bạn có thể xem được luôn. Ok, và không nói linh tinh liên tuyên nữa, chúng ta sẽ vào trong game Đu Thép Bua và chiến luôn thôi anh em ơi. Let's go. Ok các bạn ơi, hiện tại tôi đang ở trụ sở cảnh sát anh em ạ. Và tôi vừa phát hiện ra một tin cực kỳ đáng sợ luôn các bạn ạ. Người dân trong thành phố này sắp bị hủy diệt. Các bạn biết không? Bị tiêu diệt hết bởi sức mạnh của một thế lực nguy hiểm anh em ạ. Một thế lực đáng sợ mà tôi được nghe thanh niên Ranger kể lại anh em ơi. Thanh niên Ranger kể lại cho tôi vào buổi tối sẽ xuất hiện những con zombie đi đầy ngoài đường đó anh em ơi. Đấy, những con zombie nó sẽ cắn chúng ta. Đấy, và biến tất cả mọi người trong thành phố Đu Thép Bua này thành zombie anh em ạ. Thanh niên Ranger kể cho tôi đấy. Anh em không tin á, anh em xem đây này, nó kể cho tôi thật đấy. Vẫn như thường ngày, vào đúng lúc 12 giờ trưa tôi thường mang cơm đến cho thanh niên Ranger ăn anh em ạ. Thanh niên Ranger là một thanh niên cực kỳ nguy hiểm luôn. Và lần này bữa ăn trưa tôi mang cho đến thanh niên Ranger này, đó chính là hẳn một con gà luôn các bạn ơi. Thanh niên Ranger ngồi trong tù còn sướng hơn tôi đi làm cảnh sát bên ngoài, làm gì có thịt gà mà ăn, làm gì có tiền mà tiêu anh em ơi. Nhưng đây là bữa cơm cuối cùng của hắn, vì hắn sẽ không được sống được bao lâu nữa đâu. Anh em biết tại sao không? Vì hắn mắc tội cướp ngân hàng rất là nguy hiểm, mà hắn ấy còn không chịu khai ra. Ấy, kẻ mà đã đồng phạm với hắn anh em ơi, hắn bị bắt, còn một tên đã chạy thoát. Hắn không khai ra chỗ ẩn lấp của hắn ấy anh em ạ. Ấy. Rồi ok, Ranger, mi ăn cơm đi. À, đây là bữa cơm cuối cùng của mi. Ta là cảnh sát trong thành phố này, bây giờ không ai có thể cứu được mi đâu. Và ta sẽ giải mi đi để xử bắn. Mi sẽ phải trả giá bởi những hành động mi đã làm, và cái tội cướp ngân hàng, tội rất nặng, ta sẽ xử tử mi. Ok. Này anh ơi, tôi cướp ngân hàng là muốn tốt cho cái thành phố này đấy. Tôi biết là cảnh sát ở trong thành phố này toàn là những tên cảnh sát xấu, chỉ tham lam tiền bạc thôi. Tôi muốn cướp cái số tiền đó để giúp người dân nghèo ở trong thành phố Đu Thép Bua này đấy. Ông đừng nghĩ là tôi là kẻ xấu. Mi đừng có mà hỗn nha. Mi ăn cướp, đàn cướp, ăn cắp, đàn cắp. Mi là kẻ xấu. Ta sẽ bắt mi, ta mới bắt mi phải chịu tội. Đừng, anh ơi. Tôi biết anh là người tốt, nhưng cảnh sát trong thành phố này không ai cũng tốt như anh đâu. Bọn cảnh sát đã lấy tiền để xây dựng một chỗ nhà máy sản xuất zombie cực kỳ nguy hiểm. Và rồi đến bọn chúng sẽ xuất hiện, những con zombie đó sẽ cắn tất cả người dân trong thành phố này và khiến tất cả mọi người biến thành zombie đấy. Anh phải tin tôi, anh hãy thả tôi ra để tôi phá hủy cái nhà zombie, nhà máy sản xuất zombie đó. Hành thanh lên, thời gian không còn nhiều đâu. Ta không tin mi, mi có nói thật hay không? Này mi mà nói điều ta thì ta sẽ cho mi biết tay, ta sẽ tấn cho mi một trận. Anh hãy tin tôi không còn sống được bao nhiêu đâu nữa. Tôi sắp bị xử bắn rồi. Nếu anh không phá hủy cái nhà máy zombie đó thì thực sự là mọi chuyện sẽ rất là nguy hiểm đối với người dân trong thành phố này. Mong anh hãy giải cứu tôi ra và phá hủy cái nhà máy sản xuất zombie đi. Cảnh sát ở đây toàn là người xấu đấy. Ok các bạn ơi, thanh niên Ranger nói với mình là như thế đấy anh em ạ. Và mình vẫn không tin đâu anh em ạ, mình nghi ngờ lắm. Nhưng mà để muốn kiểm tra cho chắc chắn có cái chỗ sản xuất zombie hay không anh em ơi. Đấy, và kiểm tra chắc chắn xem những cái chú cảnh sát này có phải là người xấu không anh em ơi. Đấy, anh em nhìn mặt anh em biết đây. Nhìn mặt anh em biết đây, nhìn có phải là người xấu không anh em. Tôi cũng hơi nghi ngờ một chút các bạn ạ. Vì chỉ có tôi là người tốt, là cảnh sát tốt nhất thôi. Nhưng mà tôi vẫn chưa biết được, không biết lời thanh niên Ranger nói có đúng hay không anh em ạ. Và bây giờ tôi sẽ đi tìm hiểu xem các bạn ơi. Và để tìm hiểu được đến cái chỗ đó, đúng cái chỗ địa điểm mà thanh niên Ranger nói cho tôi biết, thì tôi cần phải lên con xe tăng anh em ạ. Tốt nhất là bây giờ chúng ta phải đi kiếm con xe tăng đi anh em ạ, cho nó an toàn đi.
nhỡ chẳng may mà ở đấy có zombie thật thì có phải là toang không anh em? Có phải là nguy hiểm không? Đúng không anh em? Đây con xe tăng của trụ sở cảnh sát đây rồi anh em ạ. Và tôi sẽ đến và lấy nó thôi anh em ơi. Đi thôi. Lâu lắm rồi tôi không lái con xe tăng này anh em ơi. Let's go, đi thôi. Địa điểm mà thanh niên Rachel nói với tôi đó chính là địa điểm này anh em ạ. Đúng là có cái hình zombie thật, nhưng đây là một cái nhà máy. Tôi không biết thực sự là có zombie ở trong đó không anh em ơi. Và bây giờ tôi sẽ đi tìm hiểu xem, nếu mà tôi gặp zombie thì tôi sẽ phải tiêu diệt hết luôn để bảo vệ người dân trong thành phố anh em ạ. Nguy hiểm đấy, nhiệm vụ này không hề đơn giản một chút nào đâu anh em nha. Đấy, các bạn hãy cẩn thận nha. Trước khi đến đây các bạn hãy chuẩn bị thật kỹ càng anh em ạ. Ồ, đâu rồi, nhà máy kia rồi. Kia rồi anh em ơi, tôi đã thấy một cái nhà máy anh em ạ. Ồ, my god, đây, đây chính là nhà máy mà thanh niên Rachel nói với tôi anh em ơi. Nhưng mà tôi vẫn nghi ngờ lắm, trong đây chưa chắc đã là phải là cái nhà máy sản xuất ra zombie đâu anh em ơi. Đấy, như hắn thanh niên Rachel hắn lừa tôi thì sao đúng không anh em. Bây giờ chúng ta sẽ vào và tìm hiểu xem anh em ơi. Nào, ok, wow, 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 anh em ơi. Tất cả các thiết bị ở đây đúng thực sự là khiến tôi nghi ngờ anh em ạ. Đây này, tất cả những cái bình ở đây đều là những cái bình chất nguy hiểm anh em ơi. Toàn là những cái bình gì không anh em ạ. Bình xanh, bình đỏ, bình vàng này. Nguy hiểm anh em ơi. Đây, 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 đây. Đây là một cái cỗ máy nghiên cứu anh em ơi. Nghiên cứu gen anh em ạ. Mã vạch này, mã vạch này anh em ơi. Đây, cái mã vạch này. Nghiên cứu gen anh em nha. Có khả năng đây đúng là một cái nhà máy chế tạo ra zombie thật anh em ạ. Nếu đúng như thế thì bọn zombie nó sẽ xuất hiện. Nó sẽ ở trong đây. Và nó sẽ xuất hiện từ đây, nó xuất hiện ra anh em ơi. Đúng là như thế rồi. Đây, đây là cái bàn làm việc của cái kẻ đã sản xuất ra cái nhà máy này anh em ạ. Đây có cả cái kính hiển vi này. Nguy hiểm đấy. Đây là những cái bình thuốc độc nha anh em ơi. Trong tủ này còn rất đa nhiều nữa anh em ạ. My god. Wow. Đây này, đây này. Có cả cốc nước ở đây. Cả máy tính các thứ này. Cái hình đầu lâu này. Và có cả cái phi tiêu ở đây nữa. Chứng tỏ đây vừa có người ở đây đi ra anh em ạ. Có bình ắc quy điện này. Đây. Cái ghế này cho người ngồi mà sao lại có cái mũ chụp trên đầu thế này. Nguy hiểm thực sự anh em ơi. Có khả năng đây chính là khu mà zombie sẽ xuất hiện ra anh em ạ. Nếu đúng như lời thanh niên Rachel nói thì cảnh sát trong thành phố này rất là đều anh em ơi. Mặt trời đang nặng đó anh em ạ. Hiện tại bây giờ đang là buổi chiều rồi, mặt trời đang tối dần. Và trời đang tối dần, tôi sẽ chờ đợi ở đây đến khi nào trời tối xem thực sự là có zombie xuất hiện hay không nha anh em nha. Nếu zombie xuất hiện thì rất là nguy hiểm anh em ạ. Tôi sẽ phải tiêu diệt hết bọn chúng. Rất may là tôi có mang cái xe tăng này đi anh em ạ. Nếu không có thì toang mất anh em ạ. Ui anh em ơi, cảnh sát đã đến đây. Các chú cảnh sát đã đến đây. Hình như các chú cảnh sát phát hiện ra điều gì. Phát hiện ra tôi lái con xe tăng đến đây để điều tra một vụ án gì đó các bạn ạ. Đấy, các chú cảnh sát đang lái máy bay để điều tra. Cũng điều tra giống tôi hay sao ấy. Hay là không biết, hay là điều tra tôi anh em ơi. Hay là nghi ngờ tôi đấy anh em. Căng thực sự anh em ơi. Anh em hãy chờ tôi tí nha. Trời sắp tối rồi. Nhưng đứng một lúc rồi vẫn chưa thấy zombie xuất hiện anh em ạ. Chắc là thanh niên Rachel giả vờ mình rồi anh em ơi. Thôi, tốt nhất lên xe tăng và đi về thôi anh em ơi. Đúng là cái tên này, tôi về tôi phải trừng trị nó anh em ạ. Dám lừa tôi anh em ơi. Trời tối rồi làm gì có con zombie nào xuất hiện đâu. Hả? Có zombie thật à? Ui, nhìn hắn này. Hắn cắn tôi anh em ơi. No. Chết rồi, hắn vừa cắn tôi một cái đau quá anh em ơi. Chết rồi, may mà tôi có lên xe tăng, có mang xe tăng đi anh em ơi. Ui, bây giờ tôi phải thoát ra khỏi đây thôi. Ây da, zombie thật anh em ơi. Ui, bọn chúng cứ dùng cái lựu đạn tấn công tôi anh em ơi. Đủ mấy con zombie này, ta sẽ tiêu diệt hết các mi. Gắt nhè anh em ơi. Gắt nhè. Được lắm. Các mi được lắm, tông các mi. Ui, đúng là thanh niên Rachel nói đúng anh em ạ. Ui, zombie còn cầm bom với lựu đạn thế này thì chơi thế nào được nó. Ui, zombie xuất hiện anh em ơi. Zombie bọn chúng xuất hiện từ trong mấy cái lồng màu xanh xanh kia kìa. Oh my god. No, tôi sẽ tông hết bọn chúng. Tôi sẽ tông không sót một con nào anh em ơi. Đây này, zombie xuất hiện ở trong cái lồng này anh em ơi. Ấy đây đây, nó đi ra kìa. No. Tông mì luôn. Cẩn thận anh em nha. Không đùa bọn này đâu. Bọn này nó cắn một phát là mình sẽ biến thành zombie đấy. Không đùa đâu anh em ạ. Không còn con zombie nào có thể sống sót được với tôi khi tôi đang ngồi trên con xe tăng này anh em ơi. Tôi vòng đằng sau đây, dụ dỗ vào nó. Đâu rồi? Mấy con zombie rồi, hãy xuất hiện ra đây. Đây, trong đây chuẩn bị xuất hiện đấy. Đừng đùa nha, không đùa được đâu anh em ơi.
Ui lần này, ui đúng rồi, nó ra rồi. Đông. Lần này bọn chúng đã ra đông hơn anh em ơi. Oh my god. Ui đông thế anh em ơi. Ui đông thế. Ui u đông chưa anh em ơi. Đông thế nhỉ, bọn chúng đông quá. Càng ngày càng đông anh em ơi. Ui bọn chúng đang né tôi anh em ơi. Ghê chưa, tôi đang chạy, không chạy khỏi bọn chúng anh em, nhưng mà tôi phải tấn công nó. Lổ hết bọn zombie này đi. Xong anh em ơi. Cho toang hết luôn mấy con zombie này. Làm sao? May mà mình mang xe tăng đây anh em ạ. Ôi nhưng mà bọn chúng vẫn còn đông lắm, bọn chúng vẫn muốn tiếp cận tôi anh em ạ. Bọn chúng vẫn muốn hãm hại tôi. Dù một tên đã cắn tôi anh em ơi, nhưng mà tí nữa tôi phải đi khám anh em ạ. Không có, nhớ tôi biến thành zombie thật đi. Xem hay xem phim nó thấy là nếu mà ai bị zombie cắn sẽ biến thành zombie anh em ơi. Ok anh em. Tôi đã tiêu diệt hết tất cả những con zombie ở đây nha anh em nha. Và bây giờ tôi sẽ phá hủy căn nhà này anh em ạ. Phá hủy cái nhà máy sản xuất ra zombie này anh em ơi. Anh em hãy xem tôi đây. Tôi phá hủy tung luôn anh em ơi. Tung luôn anh em ơi. Ấy anh em thấy chưa? Phá hủy luôn. Rồi, lần này thì zombie đừng hòng có mà xuất hiện ở cái thành phố này nữa nha anh em nha. Ok anh em. Ok các bạn ơi, thế là tôi đã phá hủy xong rồi và bây giờ tốt nhất là tôi về nhà tôi ngủ đã. Sáng mai tôi sẽ đi đến bác sĩ tôi khám xem là tôi có bị làm sao không anh em ơi. Tôi sợ tôi bị biến thành zombie lắm anh em ạ. Ok anh em. Ok các bạn ơi, trời đã sáng rồi. Trời ơi, đêm hôm qua đi tiêu diệt zombie nhiều quá anh em ơi, vất vả quá đi. Ôi tôi bị cắn mà hôm nay tôi cảm giác người tôi nó có bị đau anh em ơi. Ê, mặt tôi nó có bị đau ngứa ngứa anh em ạ. Ê, bây giờ tôi chỉ soi gương xem là cái mặt của tôi. Đù anh em ơi, tôi chết rồi. Ui anh em ơi, chúng mà tôi bây giờ tôi biến thành zombie rồi anh em ơi. Ui sợ thế, trời ơi anh em ơi, bây giờ tôi phải làm sao? Bây giờ anh em nhìn tôi, bây giờ tôi biến thành zombie rồi. Làm sao bây giờ tôi làm cảnh sát được nữa anh em ơi? Làm sao bây giờ tôi đi ra đường được nữa? Trời ơi, chắc nào tôi thấy mặt tôi nó bị ngứa ngứa đau anh em ơi. Tôi chết rồi. Biến thành zombie thật rồi. Trời ơi, toang rồi anh em ơi. Bây giờ tôi phải làm sao bây giờ anh em ơi? Trời ơi. Ok các bạn ơi, cuối cùng thì nhân vật trong thành phố Dutepua của tôi đã bị biến thành zombie bởi vì bị zombie cắn anh em ơi. Và tôi rất mong các bạn hãy ủng hộ tôi bằng cách ấn nút like và ấn nút đăng ký kênh nha, để tôi tiếp tục chơi cái trò chơi này nhiều hơn, ra nhiều video hơn cho anh em xem. Và các bạn đừng quên hãy bình luận bên dưới nha, có đúng là cảnh sát trong thành phố này toàn là người xấu hay không, và có đúng như lời thanh niên Rachel nói là chính cảnh sát đã xây dựng cái nhà máy sản xuất zombie không nha anh em nha. Và ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo của Nhân BB. Nhớ like, đăng ký kênh, nhấn chuông ủng hộ mình nhé anh em ơi. Ok.